Thực tế sử dụng máy chà sàn dùng để chà những vết bẩn rất là lâu ngày như thế này. Nước ra đi. Đây là model hai cửa lim HT522B với thiết kế tay cầm tấm bước tăng mặt sát thì trà với bàn chạy cứng, tay cầm thiết kế to khỏe chống rung lắc, nước được xả từ bình chứa hóa chất màu trắng xuống cái sàn để cho bàn chạy trà sàn trà sạch đó. Sau khi trà thì cái vết bẩn nó sẽ bong ra như vậy. Đây là kết quả của trà sàn. Sau khi trà là mình sẽ dùng một cái máy hút nước. Mình hút sạch cái bụi bẩn và cái chất bẩn vừa mới trà trên mặt sàn này. Đây, đây là máy hút nước này. Đây là máy trà sàn này. Đây là máy hút nước này. Gắn sẵn bàn hút nước này, bắt đầu hút. À, máy hút nước này, thành công. Đấy là hiệu quả của máy chà sàn nhá. Máy chà sàn được kết hợp với máy hút nước thì nó sẽ ra được cái công dụng như thế này, là sạch luôn, làm sạch toàn gói.